Dạ, em chào tất cả cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh mấy anh em tụi em nha. Thì buổi sáng hôm nay là ngày 30 tháng 11, mấy anh em tụi em cũng đang có mặt tại nhà chị Hồng Loan để cập nhật những cái thông tin gửi đến cho tất cả cô chú anh chị và các bạn yêu thương chị Hồng Loan và chị Ni được biết nha. Thì như cô chú anh chị cũng được biết á, là buổi tối hôm qua thì cũng có một cái đêm diễn tại quán bầu xô của anh Hy Lê. Thì cũng có là chú nghệ sĩ Ngân Tấn cùng với vợ chồng anh Linh Tý Bích Trâm nha cô chú. Đó thì trong cái đêm nhạc đó phải nói rằng là chú Ngân Tấn cũng có tâm sự kể về cố nghệ sĩ với lại là cô Sáu với chị Hồng Loan nha cô chú. Thực tế mà nói đến cái thời điểm hiện tại bây giờ chỉ có bên phía mẹ con của cô cháu gái này mới không chấp nhận cái sự thật thôi. Chứ còn hồi tối đêm qua là chú Ngân Tấn cũng đã là kể hết về cái quá trình mà chị Hồng Loan với cố nghệ sĩ hết rồi. Đó, cố nghệ sĩ là lúc đi diễn là lúc nào cũng lên tiếng nói chị Hồng Loan là một người con của cố nghệ sĩ, chứ đâu phải là đến cái thời điểm hiện tại bây giờ là như cô Sáu cứ gắn ghép cho chị Hồng Loan là hai cái từ con nuôi, hai cái từ là con không hợp pháp đồ này kia các kiểu luôn cô chú chị. Đó, phải nói rằng rất là bức xúc luôn cô chú. Thì hôm qua là buổi tối đó, đó chú Ngân Tấn cũng lên tiếng nói rằng là đến nỗi mà cố nghệ sĩ đi lưu diễn mà cũng có là ẩm theo chị Hồng Loan luôn. Chị Hồng Loan lúc đó còn nhỏ, nhưng mà trong cái quá trình đi diễn cũng có một người khán giả nào đó rồi cũng nói chung là ghen á cô chú anh chị. Đó, ghen đồ này kia là bắt đầu cũng đập chiếc xe Honda là nát chiếc xe Honda luôn. Nhưng mà mấy cái miếng nhựa về xe Honda là nó văng qua cái chỗ là cố nghệ sĩ với chị Hồng Loan đang ngồi. Thì cố nghệ sĩ là mới nhìn lại nói hên là nó văng trúng tôi á, chứ nếu mà nó trúng con gái của tôi là không được đó nha. Đó thì mình biết như vậy thì cái tình thương của cố nghệ sĩ dành cho chị Hồng Loan là lớn lao như cỡ nào luôn cô chú. Mà đằng này cố nghệ sĩ mất đó là bắt đầu mẹ con cám là bắt đầu là kiếm chuyện rồi đi tranh chấp tài sản với con của cố nghệ sĩ. Đến thời điểm hiện tại bây giờ là cũng gần 2 năm trôi qua rồi cô chú. Đó, nhưng mà mẹ con của nhà cám thì làm được gì, cứ nói ra là cô Sáu lên tiếng tôi không chấp nhận sự thật, tôi không chấp nhận một đứa con nuôi, một đứa con không hợp pháp rồi nó tự đi tạo giấy tờ giả để nó chiếm đoạt cái căn nhà của anh Năm tôi đỡ lại cho mẹ con của nhà cám. Đó, ở đâu ra mà cứ cô Sáu là lên tiếng nói là cái nhà này là chú Năm đỡ lại cho cô cháu gái đỡ về ở rồi làm theo cái di nguyện là thờ ông bà tổ tiên đồ này kia các kiểu luôn. Ở đâu ra mà có thờ ông bà tổ tiên cô chú. Đến thời điểm hiện tại bây giờ là theo như cái thông tin của em được biết là sắp tới đây là mẹ con của nhà cám là cũng sẽ là đến nhà chị Hồng Loan và dọn đồ đi nha cô chú. Chứ thật sự mà nói đâu có thở nào mà cứ đỡ như vậy hoài được cô chú anh chị. Đó, năm này qua tháng kia được đâu, đồ đạc thì ở trên ban công á, hiện tại bây giờ mưa gió Sài Gòn thì nó cũng đã là thấm vào rồi, thì nó sinh muỗi đồ nè, chuột rồi nó bò lúc nhúc. Đó, lâu lâu 2-3 ngày thì ở trên đó những cái thùng giấy cạc tông đó nó rớt xuống đường rồi. Cô giúp việc của chị Hồng Loan là phải ra quét dọn đồ cho nó sạch sẽ lại, chứ đâu có đỡ dậy được đâu. Nếu mà không quét dọn thì bà con lối xóm cũng phản ánh nói mà nói đồ mà của con que mà sao cứ nó đỡ hoài đây, nó không chịu dọn. Đó, chỉ có mẹ con của nhà cám mới như vậy thôi, chứ còn thật tế mà nói ai ở đâu mà đi kiện cái câu chuyện như vậy, đúng không cô chú? Bà con cũng lên tiếng nói rất là nhiều luôn. Mà mẹ con của cô Sáu thì hiện tại bây giờ cô Sáu cứ nói là sẽ đi đến cùng, sẽ lấy lại hết tất cả những cái gì mà thuộc về của gia đình mình. Không có cái gia đình nào hết cô chú anh chị. Mình là một người em với một người cháu, còn chị Hồng Loan là một người con của cố nghệ sĩ. Đến thời điểm hiện tại bây giờ cho chị Hồng Loan là người con nuôi luôn còn được, nhưng mà con nuôi hợp lệ, con nuôi có giấy tờ đó, thì con nuôi là được phép là thừa hưởng những cái gì của cố nghệ sĩ đỡ lại. Chứ đâu phải mà như cô Sáu hiện tại bây giờ cứ lên tiếng nói tôi không chấp nhận. Bây giờ cô Sáu không chấp nhận rồi cô Sáu làm gì? Mình là một người em, mình ăn là mình ở ké thôi, chứ không phải là cái căn nhà này là cô Sáu với lại là con gái của cô Sáu là tạo dựng, đúng không? Đây là căn nhà
xương máu của bà cố họa sĩ đi lô diễn biết bao năm trời, dình dậm tiền để mua được cái căn nhà này. Đến cái ngày mà cố họa sĩ bệnh rồi nằm xuống đó, thì cái căn nhà này là chị Hồng Loan là người con đỡ vào ở rồi thờ cúng cố họa sĩ chứ. Đằng này cứ cô Sáu cứ lên râm rã rồi đưa những cái thông tin cho những cái kênh YouTuber dơ ở bên phía cô Sáu á, là suốt ngày lên râm rã chửi. Nó chửi mà nó chửi đâu có đúng cái gì đâu cô chú anh chị, nó dẫn dắt cộng đồng mạng, nó nói sai sự thật hết. Nó nói đến nỗi mà đỡ nó chốt đơn nó bán hàng thôi chứ nó có giúp đỡ gì cô Sáu được đâu. Đó, nó đến với cô Sáu là nó lợi dụng cô Sáu. Nó nhất là cái anh Hờ Bình Dương cứ nói ra là y như là đúng rồi á cô chú. Nói ra là tôi đến để bảo vợ cô Sáu, bảo vợ dữ chưa, hay là chưa gì á, là trong cái livestream đó là kêu gọi kết bạn điện thoại Zalo với anh Hờ Bình Dương nha, rồi đến Hờ Bình Dương á là gửi hàng, gửi đơn chốt của này kia. Ủa anh đến với cô Sáu anh nói anh đến bằng cái tấm lòng à, tấm lòng dữ chưa anh Hờ Bình Dương, cứ nói ra là y như là đúng rồi. Hiện tại bây giờ á là cộng đồng mạng á là đặt cho cái anh Hờ Bình Dương này có cái tên á là cái thằng mỏ nhọn nha cô chú anh chị. Đó, tại vì nó nhọn quá mà nó hỗn quá mà nó chửi bất chấp luôn cô chú. Không có ai mà như cái nhóm YouTube bên đó, nó nói sai sự thật hết, nó nói không có đúng luôn. Còn cái cô cháu gái thì hôm nay cứ cũng ganh ăn tức ở, suốt ngày râm rã lên nói là tôi là giọt máu đào. Máu đào ở đâu ra cô chú? Nó là giọt máu dơ thì có. Máu đào nó nói ra là nó nói tầm bậy rồi. Nói ra là cái câu mà giọt máu đào thì cộng đồng mạng khéo bà con cô chú hiểu nhầm đúng không? Em thì em không dám nói nó rõ cái sự thật ra cho cái cô cháu gái này, nó quá là bá dơ luôn. Nó kêu nó là giọt máu đào, mày có nước là giọt máu lương á. Đó, mày lương lẹo, mày ăn trên cái xác của cậu mày chứ mày máu đào cái gì. Hứa cậu tôi hứa nhiều lắm, hứa dữ chưa. Bây giờ em là có muốn cậu thực hiện thì bây giờ em lên nghĩa trang Hội Viên Bình Dương kia, nó trên đó là chỗ cậu em là đất còn trống nhiều lắm. Em lên em kiếm lô rồi em nằm xuống bên cậu đó xuống dưới, rồi mà em gặp cậu của em là em nói cậu em thực hiện cho nha. Chứ còn cái nhà này là của con gái của cậu, là đỡ con gái của cậu ở thờ ông bà tổ tiên, thờ cố nghệ sĩ nha. Đó, đến nỗi mà dành nhà mà tới ngày cha ngày mẹ của cô Sáu, chớ hờ gì cô Sáu làm được mâm cơm cúng đó. Ai vô cô Sáu cũng chị Hồng Loan đó, cũng ông nội bà nội nè, cũng bác nè, bác ba, bác tư, bác năm đồ gì đó, chị Hồng Loan bao hết à. Còn cô Sáu thì không có bỏ ra được ngàn nào để mua được trái cây để thắp hương đó, mà cứ nói ra là đi dành nhà ở đâu mà dành cô Sáu, đúng không? Bớt ngáo lại giùm chút nha cô Sáu, với lại là cái cô cháu gái bá dơ đó. Cô cháu gái mà ăn nhờ ở kế, ăn nhờ 2 năm trời đó, cậu tôi thương tôi nhiều nhất. Cậu tôi thương lắm, thương dữ chưa. Đến nước này mà cứ thương hoài ở đâu ra. Thương thì thương cháu là nó có phần nào thôi, còn là thương con là nó phải nhiều hơn nha. Nói cho cô cháu gái biết đó cô chú ơi. Thì buổi sáng hôm nay là em cũng xin phép là được chia sẻ cái video này gửi đến cho bà con cô chú anh chị yêu thương chị Hồng Loan mình nhìn thấy được biết nha. Dạ giờ em chào cô chú nha.